Thưa quý vị và các bạn, hiện tại người tiêu dùng đang rất lo ngại về tình hình an toàn thực phẩm do việc sử dụng chất cấm trong sản xuất và một lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn vẫn lưu thông trên thị trường. Vậy làm sao để tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm? Chương trình Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời có mời thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An để trao đổi rõ hơn cho quý vị về vấn đề này. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ. Thưa ông, thì tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 vừa kết thúc, và ông đánh giá như thế nào về tình hình thực phẩm không an toàn trên địa bàn tỉnh ta hiện nay và một vài kết quả hoạt động trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm? Trong thời gian qua chúng ta cũng là làm được nhiều việc và có những chuyển biến tích cực. Trước hết là công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thì chúng ta đã làm bằng rất nhiều cách, nhiều kênh, kiên trì để rồi từng bước nâng cao cái hiểu biết, cái nhận thức của người sản xuất, kinh doanh, chế biến, dịch vụ ăn uống cũng như người dân tiêu dùng. Hai là trong thời gian vừa qua chúng ta đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến và dịch vụ ăn uống. Nói như thế không có nghĩa là tất cả đều tốt. Trong cái thời gian qua và trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì vẫn còn tiềm ẩn một số nguy cơ, một số khó khăn tồn tại. Ví dụ như cái vấn đề sử dụng các cái hóa chất bảo vệ thực vật, chất tồn dư trong sản xuất chăn nuôi. Khó khăn thứ hai là cái nền sản xuất của chúng ta là mang tính nó còn nhỏ lẻ, manh mún, tự túc tự cấp. Nhà nào cũng có thể trồng rau, nhà nào cũng có thể nuôi gà để vừa ăn vừa bán vừa cho. Vậy đó cái thì cái đó là nó khó quản lý. Và một vấn đề nữa là ý thức của một số bộ phận, của một số người dân trong sản xuất, trong chăn nuôi, trong chế biến cũng như trong tổ chức các dịch vụ ăn uống thì đang vẫn còn hạn chế. Còn một số thì do chạy theo và lợi nhuận cá nhân, một số thì chưa hiểu biết hết cái vấn đề là tác hại nên dẫn đến là vẫn còn cái tình trạng là vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Và từ những cái vấn đề đó thì trong mấy tháng đầu năm 2017 trên địa bàn chúng ta vẫn xảy ra một số cái vụ ngộ độc tập thể làm 28 người mắc. Trong đó rất nguy hiểm là có một cái ở một huyện là có 4 người uống rượu ngâm một cái rễ cây lá ngọt dẫn đến tử vong. 3 một người là chuyển tuyến và cấp cứu rất nguy kịch, cấp cứu được. Thông lệ hàng năm ấy, năm nào là chúng ta cũng có tổ chức một cái tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm là từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 trong một tháng đó. Kết quả làm được thì trước hết là công tác chuẩn bị. Chúng ta đã dưới sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh, chúng ta làm rất tốt. Cái thứ nhất là chúng ta đã ban hành cái kế hoạch của các cái văn bản quan trọng của từ Ủy ban tỉnh cũng như của các sở ngành, các huyện, thành thị, các xã là đầy đủ. Hai là chúng ta tổ chức một hội nghị lớn để triển khai cái kế hoạch tháng hành động này và tổ chức phát động cái tháng hành động, tạo cái dấu ấn. Rồi một vấn đề tiếp theo là chúng ta đã tổ chức tổ cái công tác truyền thông bằng nhiều kênh, nhiều hình thức phong phú, khẩu hiệu, rồi là diễu hành, băng rôn, loa đài, tất cả cái hình thức đó thì để là tạo một cái dấu ấn, một cái sức lan tỏa trong cộng đồng hãy ý thác rừng, ý thức là trong cái các lĩnh vực, trong người sản xuất, trong chăn nuôi, trong chế biến kinh doanh, kể cả người tiêu dùng cũng phải là người tiêu dùng tổng thải, để rồi chúng ta là từng bước làm tốt hơn cái công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhân tháng hành động này thì toàn tỉnh cả 3 tuyến, tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã, chúng ta đã thành lập được 474 đoàn thanh tra kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm. Và cái kết quả trong cái tháng hành động thì như vậy là 497 đoàn đã thực hiện cái thanh tra kiểm tra tại là 8.313 cơ sở trong toàn tỉnh. Trong đó thì những cái cơ sở làm tốt chiếm khoảng 76%. Tất nhiên còn khoảng 1.901 cái cơ sở có vi phạm. Thì như vậy là trong cái vi phạm thì các cái đoàn đã xử lý ở mức độ là cảnh cáo, nhắc nhở, rút kinh nghiệm. Và trong đó đặc biệt là các cái sai phạm mà theo quy định đã bài xử lý xử phạt bằng tiền với số tiền đã xử phạt của các đoàn lên 662 triệu trong cái tháng hành động. Hai là tiêu hủy một số cái hàng hóa quá hạn sử dụng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cảm ơn ông. Việc người sản xuất kinh doanh lạm dụng các chất cấm, hóa chất ngoài danh mục thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y vẫn xảy ra.
thì làm sao để nâng cao ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và trách nhiệm của ngành y tế đối với vấn đề này như thế nào thưa ông? Thì từ cái chỗ này thì cái giải pháp nào và cách nào để chúng ta làm và vai trò của các ngành? Cái thứ nhất là phải cái đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn cho thay đổi nhận thức, có nhận thức hiểu biết đúng thì từ đó mới có hành vi đúng được. Cho nên công tác truyền thông, mà truyền thông không phải một sợi một chiều, không phải đơn giản. Bằng nhiều kênh, kiên trì thuyết phục để cho người ta nâng cao nhận thức của cộng đồng chúng, đặc biệt là cái đối tượng sản xuất, kinh doanh, chế biến rừng là dịch vụ ăn uống, thì là phải am hiểu các cái vấn đề. Hai là phải có bàn tay quản lý của nhà nước. Chúng ta phải thanh tra, kiểm tra để phát hiện các cái trường hợp sai phạm để rồi xử lý. Nhưng mà khó cái vấn đề hóa chất, bảo vệ thực vật cũng như trong phụ gia thực phẩm thì chúng ta đang khó quản lý từ nguồn, từ đầu nguồn. Có số nhập khẩu từ các nước về là cái số lượng rất lớn. Nhưng để cái người tiêu dùng thì để phân phát ra đến cái thì chúng ta cái này chưa làm tốt được cái vấn đề quản lý đúng không? Nên đó là một cái khó. Còn cái vai trò quản lý vấn đề này phải nói rằng là của nhiều ngành, nhiều cấp mà phải làm thường xuyên liên tục, làm kiên quyết chứ không phải riêng ngành như thế. Còn một cái giải pháp nữa thì đó là phải đề cao cái trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh chế biến ngay từ cơ sở. Theo tôi thì cái cấp cơ sở đến tận các xã phường thị trấn, đến tận các ông trưởng thôn, ông bí thư chi bộ ở đấy là, và nhân dân là phải vào cuộc. Bởi vì sản xuất từ đâu, chăn nuôi từ đâu và chế biến kinh doanh từ đâu, ngay từ nhân dân, từ cơ sở. Và người hưởng thụ từ đâu, hưởng thụ cũng ngay từ tuyến cơ sở, người tiêu dùng giới. Và am hiểu vấn đề là đâu, là ngay từ giới. Nếu như ai mà rau trồng ra mình chỉ đem bán thì không giảm án cái rau đó thì trong cộng đồng người ta biết, người ta phải điện đấu tranh. Cơ sở nào mà làm án gian dối, làm án không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì đến thôn xóm người ta biết, nhân dân người ta biết, phải có cái tố giác, đấu tranh ngay từ cơ sở. Ngành y tế tỉnh có những biện pháp gì trước cái vấn nạn thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay ạ? Chúng ta là cũng phải quay lại là vẫn là đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức. Rồi vấn đề mà tiếp theo nữa là phải tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành và đặc biệt là công tác thanh tra kiểm tra. Và thanh tra kiểm tra thì phát hiện cả cái trường hợp sai phạm đến đâu là phải xử lý nghiêm minh đến đó. Chứ phải phát hiện ra để đó hoặc là nương tay thì như vậy là không sao không hiệu quả. Và hơn nữa một vấn đề nữa, như tôi nói từ đầu á, chúng ta cái mô hình sản xuất chúng ta đang manh mún nhỏ lẻ, tự cúc tự cấp đúng không? Ai cũng nuôi gà, ai cũng trồng rau. Thì bây giờ chúng ta phải xây dựng được cả cái mô hình sản xuất lớn như một số nước tập thể đấy, để rồi mình cung cấp được cái nguồn thực phẩm công nghiệp lớn và mình quản lý được. Thế thì ai cũng trồng rau cả thì làm sao mà kiểm định được tất cả rau của mọi nhà trồng? Nhưng phải có những cái đồng rau lớn, những cái trang trại lớn. Rồi một vấn đề nữa là cái giải pháp mà phối kết hợp thiệt tốt để xử lý các cái trường hợp không mong muốn, ví dụ ở các bếp ăn tập thể hoặc các trường hợp mà ngộ độc thực phẩm. Thì cái này là một cái nhiệm vụ phải phối kết hợp thiệt tốt, phải nhanh, đúng để xử lý, là tránh các hậu quả lớn. Và xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ.